Andrew Chris xin chào đón tất cả quý vị khán thính giả đến với chương trình Andrew Chris Show Show Show. Trở lại với nữ ca sĩ Ngọc Hà, một tiếng hát phải nói là rất là du dương, trầm bổng, thu hút tất cả lòng người. Ngọc Hà, anh phải nói là rất là vui là được tiếp chuyện với em lần thứ hai trên hệ thống truyền hình VBS, và có nhiều cái email và cũng như là nhiều cái câu hỏi mà của một số khán thính giả ở khắp mọi nơi, và đặc biệt là cái xứ Virginia, tức là một cái tiểu bang mà là cho tình yêu đó, Virginia for Love đó, thì có một cụ bà đã nói như thế này, nói là nếu mà cụ bà có dịp mà gặp được Ngọc Hà, đó là một cái điều hạnh phúc. Và sau khi mà cụ bà nghe cái bài mà ngày xưa Hoàng Thị đó, thì chắc có lẽ đó là một cái kỷ niệm của cái cụ bà đó. Và nói là nhìn Ngọc Hà đó thì người ta nhớ lại cái tuổi thơ của bà khi xưa mà bà đi trên đường về đi học ở trong cái bài nhạc đó. Thì cho nói chứ khi mà em hát cái bài nhạc đó, có bao giờ mà em nghĩ đó là em đem, phải nói là em lôi cuốn những cái gọi là kỷ niệm của bao nhiêu khán giả, bao nhiêu người sống trong cái thời đại đó hay không? Em có bao giờ em nghĩ như vậy hay không? Em nghĩ là khi mà bác Phạm Duy sáng tác cái ca khúc này đó, thì cái thời đó có lẽ là đã lâu lắm rồi. Cái thời mà chắc bác cũng, trong tim của bác có cái bóng dáng của những cái cô nữ sinh đó chăng? Rồi khi mà cái lớp em sinh ra đời, thì cũng còn sau này quá, xa xôi quá. Nhưng mà thực sự ra trong trái tim của tuổi trẻ tụi em, cái hình bóng và cái môi trường của lớp học, hay là những cái bóng dáng của những tà áo dài trắng và những nam thanh niên lẻo đẻo theo sau, thì điều đó không thể thiếu được. Cho nên là em chắc chắn là điều đó có trong trái tim của tất cả những cụ bà. Không riêng gì đến cái tuổi trẻ tụi em đâu. Phải không anh? Rất là hay. Anh hy vọng đó là những cái tâm tình của em ngày hôm nay đó sẽ làm cho tất cả quý khán giả mà lớn tuổi đó sẽ rất là vui sống lại trong cái thời đại đó. Anh có một lần, anh không phải là thi sĩ, anh chỉ là cái người yêu về thơ thôi đó, thì anh có nhớ một câu người ngày xưa lúc anh đi học, người ta nói là thanh niên trong quảng ra thi mong nhìn cô gái Huế chân đi không đành. Và những cái khán thính giả mà khi mà người ta nghe cái bài nhạc mà về Huế em hát đó, bông mưa trên phố Huế chẳng hạn, bông đó, thì nhiều người phải nói là rơi lệ. Em có bây giờ em cảm thấy là em hạnh phúc mà khi mà khán thính giả của em mà nghe cái tiếng hát của em, người ta rơi lệ hay không, hay là em cảm thấy như thế nào? Em cần phải suy nghĩ. Có những cái điều mà mình chỉ biết nó nằm ở trong tim thôi. Nhiều lúc mình nói nên lời thì nó cũng khó nói lắm. Nhất là về cái cảm xúc. Và chắc chắn cái cảm xúc mà tất cả quý khán giả đã nghe qua tiếng hát của Ngọc Hà từ những cái ca khúc đó, và khi mà rơi lệ hoặc là có những cái xúc cảm, thì trái tim của Ngọc Hà cũng đã xe thắt nhiều lần rồi. Rất là hay. Anh phải công phục là Ngọc Hà không phải là hát hay, không phải là duyên dáng, mà có trả lời rất là, phải nói là tình tự và cũng như là rất là tâm lý, rất là hay. Khâm phục. Anh biết khen em hoài. Anh có xem một cái video, anh muốn chia sẻ nhiều cái nhạc phẩm mà em hát, là tại vì cái chương trình mà 10 năm của em á, thì anh biết là nó sẽ có những cái tiết mục về Âu Tây một chút xíu, và nó có những cái bài nhạc mà về cổ điển cũng như là về quê hương. Một nhạc phẩm của nhạc sĩ Thanh Sơn, của nhạc sĩ Thanh Sơn viết về ca ngợi về gọi là Việt Nam. Thì em cũng có trình diễn một cái bài đó với lại những cái cô vũ công, và em mặc cái tà áo dài mà em nhiều cánh. Không? Anh không nhớ rõ là cái bài nhạc là bài gì. Đó là bài Non Nước Hữu Tình. Cái bài nhạc đó thì cũng có một số email về cho anh, đó là yêu cầu là Ngọc Hà trình bày cái bài nhạc đó trên cái show của Andy Chris, mà rất rất tiếc là anh không có cái dàn nhạc ở đây. Hy vọng là quý khán giả nào mà yêu chuộng đó thì người ta sẽ tìm được cái DVD đó. Thì nói về gọi là Non Nước Hữu Tình, thì thật sự mà nói rằng đó là một ca sĩ trẻ mà hát đủ thể nhạc, và đặc biệt là những cái bài nhạc mà về quê hương. Nên tại sao em may mắn vậy, em hát đủ thể nhạc như vậy? Đó có phải là một cái sở trường chính của em, hay là em có nhiều cái sở trường đặc biệt em hát đủ loại nhạc?
Em cũng không biết là ngoài cái chuyện ca hát ra em còn cái sở trường gì nữa không nữa. Ok. Nếu mà có cơ hội để mà thử thì em sẽ thử, nhưng mà bây giờ em không biết bắt đầu từ đâu cả. Vậy hả? Dạ. Ok. À, ngoài cái chuyện em ca hát ra em còn làm cái gì nữa khác không? Em có thể chia sẻ không? Dạ. Hay là chỉ biết đi hát và hái ra tiền thôi. Nếu mà em mà biết chỗ hái ra tiền, ai cũng sẽ chỉ anh em đi. Ồ vậy hả? Cảm ơn nha. Okay. Nhưng mà hái ra những cái tình cảm thì chắc chắn là anh Andy cũng đúng biết rồi. Chỗ rồi. Đúng dạ, rồi. Dạ. Anh thì anh thật sự mà nói anh muốn hái lắm, nhưng dạ. mà anh có biết tình thì tiền thì anh có thể hái được, nhưng mà tình anh không biết hái từ đâu ra. Vậy thì anh em mình đổi lại chút xíu. Vâng, sao? Ví dụ một ngày nào đó thì anh em mình đổi cái job đó. Dạ. Vậy hả? Ok. Dạ. Thôi thì bây giờ nói về cái vấn đề mà cái job thì nó không có đi vào đâu cho lắm. Bây giờ anh em mình trở lại vấn đề mà gọi là sân khấu của em. Ok. Dạ, dạ đúng rồi. Khi mà em bước lên sân khấu lúc đó em còn bé, đúng không? Thì bây giờ em có, bây giờ em nhìn lại, em đã qua một cái thời gian là 10 năm đúng không? Bây giờ có khi nào em nhìn lại cái sân khấu mà lúc mà em mới lên mà em còn bé, em tập tỉnh, em đi lên em hát, rồi em được những cái tràng gọi là pháo tay, xong rồi người ta tặng hoa cho em vân vân. Có cái kỷ niệm nào mà em khó quên hay không? Nhiều kỷ niệm quá. Oh wow, dạ. Nhiều kỷ niệm quá. Nhiều kỷ niệm. Như vậy đó là em phải hạnh phúc, là tại vì em quá thành công. Cảm ơn anh rất là nhiều. Từ những cái lúc mà mình đi thi tiếng hát ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam, cho đến những cái buổi hát mà chỉ có một vài người ngồi đó để mà nghe mình hát, hoặc là có những cái chương trình mà rất là đông người đứng nghe mình hát, thì mỗi cái nơi đều có một cái tình cảm chung chung là cái sự mà yêu thương của mọi người đa số đã dành cho mình. Nói đến đây thì em có nhiều cái kỷ niệm, và đặc biệt một cái kỷ niệm là anh nhớ không lầm, anh nhớ không lầm, nếu mà anh nói sai đó thì em có thể em chỉnh lại cho anh, đó là em trình diễn tại Dallas một hôm vào cái dịp xuân đúng không, dịp Tết đúng không, và anh được biết là khán thính giả người ái mộ em cứ kêu em hát từ sáng cho tới tối, thì động lực nào mà để cho em hát sức khỏe đó, em hát như vậy trong khi cái người em đó thì nó bé nhỏ, em hát cả ngày vậy, em có thể nói cho nghe. Vâng ạ. Mới đầu năm này thôi, mới đầu năm trong mùa xuân để mà chuẩn bị đón cái đêm giao thừa thì ở một cái chùa Dallas. Ngoài em ra còn có 5 ca sĩ tên tuổi nữa, và rất là tên tuổi rất là lớn. Thì nhưng mà buổi vào cái mùa xuân á thì ở Dallas rất là lạnh. Lạnh và mưa nữa. Và ở chùa thì thầy dựng một cái lều. Ô, chùa nghèo như vậy, chỉ có cái lều thôi. Lều và một cái ngôi chùa còn bé lắm, chưa có khói trương lớn, tại vì xung quanh là một cái miếng đất rất là to. Nhưng mà khi mà tụi em diễn từ 10 giờ sáng cho đến là qua giao thừa đó thì lạnh lắm. Hầu như là vừa hát mà vừa run á. Dạ run, và mình cứ lại mấy cái máy sưởi đó. Nhưng mà cũng không thể nào mà giúp lắm. Mình được bao nhiêu cả. Thì thực sự là hát như vậy thì từ sáng cho tới qua giao thừa. Như vậy là em rất hạnh phúc, là tại vì sao? Tuy là trời lạnh trong cái mùa xuân nhưng mà gọi là khán thính giả người ta rất ai mộ, tại vì người ta ngồi người ta lắng nghe tiếng hát của em. Đúng không? Wow, cái đó là một cái kỷ niệm phải là khó quên phải không? Bây giờ cho anh Mạo Mùi hỏi em câu, em đã được 10 năm, em đã đi qua một chặng đường 10 năm và những cái live show em hát ở nhiều cái thành phố như vậy. Có bao giờ em nghĩ là trong thời gian tới 20 năm em sẽ có một cái show to hơn không? Em có bao giờ em nghĩ đến cái live show của 20 năm chưa? Bây giờ chỉ còn có vài ngày nữa thôi là đến là... Em trình diễn. Cái show 10 năm. Mới có 10 năm. Là một cái live show Ngọc Hạ hoàn toàn thay đổi về nội dung. Em chỉ biết là mấy ngày sắp tới làm sao cho tất cả quý vị đến với em thật là đông đủ. Nếu mà một cái ghế trống là cũng làm cho em cảm thấy là chắc là em cũng chưa có làm hài lòng. Em chưa, em chưa thỏa mãn được. Em chưa có thỏa mãn, có thể là em chưa có đủ cái dạ. Cho nên là mơ ước đến 20 năm thì cũng còn xa xôi lắm. Anh nghĩ nó không có xa xôi đâu, là tại vì nếu mà em đã đi được 10 năm rồi đó thì cái con số 2 nó không có gì phải là khó khăn cho em. Anh thiết nghĩ rằng mà đối với lại cái phải là tình cảm của tất cả mà quý khán giả, đặc biệt là ở tại Orange County này đó,
thì một cái live show mà của Ngọc Hạ đó thì tất cả không phải là một cái ghế, có thể là 10 ghế, 100 ghế người ta sẵn sàng, người ta sẽ đến ủng hộ em. Anh không có worry về cái vấn đề mà là thiếu một người, nhưng mà chỉ sợ là không đủ ghế để cho khán giả những người mà ái mộ, đặc biệt nhất là những cái dòng nhạc mà phải nói là về quê hương như em vừa trình bày, đúng không? Em thực hiện được 5 cái CD đúng không? Dạ, được 6 rồi. 6 cái CD. Vừa rồi là cái thứ 7. Yeah. Cho anh hỏi chứ khi mà em ra một cái CD nhạc của em đó, yeah. Ok, đó thì thường thường cái chủ đề em hát nhạc về quê hương, cái đó là một cái chủ đề chính của em. Em muốn đi vào lòng người, muốn gửi hết tất cả cái tâm tư, tâm huyết của em về nhạc của quê hương. Có bao giờ em nghĩ em sẽ expand, em đi ra xa hơn chút xíu, là em đi vào những cái dòng nhạc phải nói là lớn hơn của thế giới hay không? Điều đó không có ca sĩ nào mà không có mong muốn cả. Riêng với em thì cũng rất là thích thú về cái vấn đề này. Cộng đồng Việt Nam của mình ở hải ngoại tuy là bé nhưng mà xa xôi bao nhiêu mấy chục năm rồi thì bà con mình lúc nào cũng nghe cái tiếng nói, nghe cái âm điệu của quê hương. Cho nên hiện tại bây giờ thì đa số nghệ sĩ của tụi em cũng vẫn cố gắng gắn bó rất là nhiều những cái dòng nhạc của Việt Nam mình. Còn những cái ước mơ thì lúc nào tụi em cũng muốn vươn tới điều đó cả. Rất là hay. Anh believe, tức là anh rất là tin tưởng là Ngọc Hạ sẽ thực hiện được cái giấc mơ của em, đó là tại vì anh nghe một cái bài nhạc mà em hát nó có một cái phong cách về Âu Châu, thí dụ như cái bài mà Paris có gì lạ không em, đó là cái dòng nhạc anh nó âm hưởng của Tây phương rất là nhiều, và em đã đạt được như vậy thì hy vọng rằng đó là cái chuyện mà em bước sang một cái khung trời mới về âm nhạc thì nó không có gì khó cả, và đặc biệt nhất là cái khả năng của em. Tuy nhiên anh em mình phải ngồi đây để mà ca ngợi lẫn nhau, đây là một cái sự chia sẻ thành công của em và cũng như là cái khả năng của một người nghệ sĩ mới có đi 10 năm thôi mà đạt được những cái thành quả như vậy. Thì hy vọng rằng nghĩa là sẽ có nhiều cái chương trình và em sẽ chia sẻ cũng như là những cái sự thành công của em trong tương lai. Thì bây giờ trước khi mà chia tay với lại quý khán giả, thì những cái điều gì em muốn gửi đến tất cả các fan của em, đặc biệt là cái chương trình 10 năm của em? Mời trong cái chương trình 10 live show Ngọc Hạ lần thứ 2 này tại quận Cam, thì Ngọc Hạ rất là mong muốn quý vị hãy đến như là một cái sự ủng hộ Ngọc Hạ và tất cả những anh chị em nghệ sĩ và cái ekip công Ngọc Hạ đã dốc hết cái công sức và nỗ lực để mà làm một cái show rất là lạ, rất là lạ. Cho nên là với những thay đổi hoàn toàn mới, khác hẳn cái live show vừa rồi cách đây 2 tháng cũng tại quận Cam. Cho nên quý vị đừng có quên là chỉ còn có vài ngày nữa thôi, hãy mau lấy những cái tấm vé để đến với Ngọc Hạ. Thì đó là điều mà Ngọc Hạ mong muốn sự có mặt của tất cả quý ân nhân của Ngọc Hạ. Cảm ơn Ngọc Hạ. Và trước khi anh em chúng tôi chia tay, xin mời tất cả quý vị hãy lắng nghe một nhạc phẩm do nữ ca sĩ Ngọc Hạ trình bày. Và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày thật bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều trên mọi lĩnh vực, và nhiều nhiều niềm vui trong đời sống. Xin chân thành cảm tạ. Kính chào.